Xin chào tất cả các bạn, Minh Tiền rất vui được gặp lại các bạn trong những clip mới nhất của mình. Clip này Minh Tiền sẽ tiến hành tạo tác ra một cái tác phẩm với cái chất liệu làm đó là cây lộc vừng, với cái tên gọi tác phẩm này đó là Vũ Điệu Nguyệt Nga. Thì các bạn đã thấy đó, từ một cái cây con mà trồng từ nhỏ lớn lên nó thẳng đuột đúng không các bạn? Thì bây giờ quan trọng nhất là mình phải tạo cho nó thành một cái tác phẩm bonsai, để có một cái nhìn nó cho mọi người có một cái nhìn nó thật sự là mềm mại hơn, đẹp hơn, nó ra cái tác phẩm nghệ thuật hơn. Tuy nhiên là do cái trình độ của Minh Tiền nó còn hạn hẹp, khó khăn về cái việc mà gọi là dẫn dắt cái câu chuyện, cho nên là Minh Tiền cũng xin phép cô chú anh chị các bạn là Minh Tiền hiểu đến đâu thì Minh Tiền sẽ chia sẻ đến đó. Và mong cô chú anh chị các bạn có những cái từ ngữ điệu mà Minh Tiền dùng nó mang tính địa phương á, thì cô chú anh chị các bạn chia sẻ với Minh Tiền. Và sau đây Minh Tiền sẽ bắt tay vào tạo tác với cái tác phẩm này, Vũ Điệu Nguyệt Nga này. Xin mời cô chú anh chị các bạn cùng xem. Các cái đồ chúng ta cần á, các kìm này, kéo này, dây rút này. Dây rút có ba loại các bạn, và cái dây nhôm định hình này các bạn, cái điều dây nhôm định hình này là nó rất là quan trọng đây, để mà mình ép thẳng nó vào trong này. Định hình được rồi đó các bạn, mình định hình xong rồi cái dây này, thì mình sẽ uốn cong lại, uốn cong cái thân chủ của mình lại này. Đó, đây. Và nó cái đối với cái tác phẩm này các bạn, nó có độc lạ hay không á, nó đẹp hay không á, là từ cái chỗ này các bạn, từ cái chỗ những cái chi ở trên đoạn này, thì ở cái chỗ này, cái bước ở chỗ này mình sẽ trải qua các cái quá trình kẹp dần này, để những cái chi này nó lớn ra, thì nó tạo ra những cái chỗ này là thành những cái chi mà mình kết rút lại, kết dần nó lại, thì khi hoa lộc vừng các bạn, hoa lộc vừng sẽ đeo từ bên này này. Đây xuống đây để nó sẽ tạo ra được những cái điểm nhấn của cái tác phẩm này. Đây là mình làm nhẹ thôi, thế mình lắc nó qua bên này các bạn.
Thì cái tên gọi của tác phẩm này là Vũ Điệu Nguyệt Nga nha các bạn. Minh Điền sẽ đưa cái cam lại gần thêm một chút xíu nữa để cho cô chú anh chị tiện quan sát. Đây, đó là cái tác phẩm có tên gọi là Vũ Điệu Nguyệt Nga. Để Minh Điền sẽ đưa cái cam cho cô quý cô chú anh chị các bạn tiện theo dõi hơn chút xíu nữa, để Minh Điền đưa cái cam lại gần hơn. Ở đây các bạn nhìn thấy cũng khá hợp lý, rất là nhanh. Đối với tác phẩm này chúng ta chỉ cần mất có chưa đầy 10 phút mà đã có làm xong một tác phẩm như thế này, rất đơn giản nha các bạn. Thì cái phần chân đế này thì Minh Tiền sẽ đang nuôi nó, cho nên là mình thay cái sau này thời gian mình thay sẽ thay nó thành một cái chậu các bạn, một cái chậu hình chữ nhật để nó xổ cái rễ nó nằm ở trong hình chữ nhật, nó ngắn thôi chứ nó không có dài lắm đâu, chân nó không phải chân dài đâu, nên là Minh Tiền còn đang quá trình nuôi. Minh Tiền chọn cái chất liệu là cây lộc vừng này để làm, vì cái lộc vừng nó nhanh lớn và nó dễ có được cái tác phẩm hơn đối với những cái dòng cây khác như là cây mai và cây mai vàng nữa các bạn, thì nó lâu hơn. Và cái cây tùng la hán thì nó sẽ lâu hơn, cho nên với cái tác phẩm này thì Minh Tiền sẽ làm rất là nhanh để cho chia sẻ với cô chú anh chị các bạn. Đến đây cái phần clip mà chia sẻ cái tác phẩm mà Vũ Điệu Nguyệt Nga của mình nó tương đối đủ thời lượng. Minh Tiền xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi clip. Xin chào.